Ok. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Em xin phép giới thiệu đôi chút về bản thân ạ. Em đang học ngành công nghệ thông tin của trường đại học thủ đô Hà Nội ạ. Nhưng mà em thích kinh doanh nên là em sẽ theo đuổi nghề kinh doanh trong tương lai ạ. Em thích nghe nhạc và thích đi du lịch ạ. Hiện tại thì em chưa đủ bằng cấp và kỹ năng như là công ty yêu cầu, nhưng em thực sự rất là đam mê về công việc này ạ, và rất là thích học hỏi để làm tốt những việc được giao. Em thì từng làm công việc có part time, đó là làm nhân viên của cửa hàng thời trang ạ. Em được tiếp xúc với khách hàng và có bán hàng qua các trang thương mại điện tử, có tiếp xúc với tư vấn và chăm sóc khách hàng qua fanpage và những web online. Điểm yếu của em thì là vẫn chưa tự tin được khi mà đứng trước đám đông, nhưng mà em sẽ cố gắng thực hành và đọc thật nhiều để có thể làm chủ được khi mà nói trước đám đông ạ. Hết cho em. Dạ em giới thiệu xong rồi đấy ạ. Rồi GPA này là cái gì đấy em? Dạ GPA này này là điểm của điểm đại học ạ. Đã có rồi à? Em lấy điểm hiện tại ạ. Chưa. Dạ, vâng. Rồi ok. Còn chị thì không biết quy cái này đâu, nhưng mà chỉ quy về mức khá, trung bình, giỏi hoặc là cái gì đấy thôi, chứ cái điểm thì cũng ok lắm. Nhưng mà CV của em hơi sơ sài, chị hỏi một chút nhá. Dạ. Khi tham gia vào cái công ty về thực tập chăm sóc khách hàng này thì em làm việc trên những hệ thống thương mại điện tử nào? Dạ em làm trên Shopee ạ, và bán hàng qua Facebook ạ. Công việc cụ thể của em là làm gì? Em tư vấn khách hàng qua Facebook và Shopee ạ. Rồi sau đó là có đăng những sản phẩm lên trên sàn thương mại điện tử ạ. Tư vấn khách hàng và chốt đơn hàng hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. Một ngày thì chốt được bao nhiêu đơn? Một ngày ạ. Có ngày nào cao nhất và ngày nào thấp nhất không? Dạ có ạ. Đợt trước thì là mỗi ngày chỉ khoảng 10 đơn thôi ạ. Còn những đợt mà bán đỉnh điểm là khoảng tầm 60 đơn một ngày ạ. Theo em thì cái kênh bán hàng Facebook hay là Shopee kênh nào hiệu quả hơn? Dạ Facebook thì hiệu quả hơn chị ạ. Vì sao? Tại vì bên em là bán hàng cho người trung niên, người lớn tuổi ạ, thì họ ít dùng Shopee hơn là Facebook ạ. Trên Facebook là bọn em dùng livestream à? Dạ không ạ, bán đăng bài rồi quảng cáo bài viết đó ạ. Thế thì em viết bài như thế nào để thu hút người dùng? Viết bài đầu tiên là em sẽ viết content theo các cái ví dụ như là có những câu mở đầu kiểu hot trend hoặc là gì đấy để đón lên, có thể kiểu quảng cáo tiếp cận được nhiều người ạ. Dài hay ngắn em? Viết khoảng tầm 15-20 dòng thôi ạ. Ảnh thì sao, em tự tạo hay là có người nào tạo cho em? Có, tức là ở đó nhiều nhân viên thì mỗi ca thì mỗi người sẽ viết một bài thôi ạ. Còn có những hôm thì em viết, có những hôm thì các bạn khác viết ạ. Hình ảnh cơ, chị đang hỏi về hình ảnh. Hình ảnh là được cung cấp ạ, được chị chủ cung cấp ạ. Vậy em chỉ cần phụ trách phần nội dung thôi đúng không? Cái phần hình ảnh là hoàn toàn các bạn cung cấp hết rồi. Dạ vâng đúng rồi ạ. Có khi nào em thấy cái ảnh nó không hợp ý mình và em làm việc với bên design để làm lại không? Dạ không ạ. Hầu như các ảnh đều được chị chủ chọn lọc các thứ và chỉnh sửa các thứ, rất là em thấy ổn ạ. Lượt tiếp cận khách hàng cũng em thấy tương đối là ổn. Thường thì ảnh như thế nào để mà bắt mắt và thu hút khách hàng trên Facebook? Đầu tiên là hình ảnh phải rõ nét sản phẩm. Tiếp đó là có được chụp, tức là ví dụ là bán hàng một set đồ thì mình sẽ chụp riêng một set và chụp riêng sản phẩm của một set đó. Sẽ chụp rõ nét sản phẩm và có các chỉ số như là size các thứ để cho khách hàng có thể đọc được. Ok, rồi. Chị nhận xét một chút về cái CV của em nhé, có mất 5 phút. Nhưng về cơ bản thì chị cũng hiểu là em đã làm thực tế. Tuy nhiên là công việc của em nó cũng hơi ít để mà mô tả ra ở ngoài này. Và của em mới chỉ ở dừng ở vị trí là chăm sóc khách hàng thôi. Còn hoàn toàn là chưa có sale, đúng chưa? Vâng ạ. Nó là chăm sóc khách hàng bởi vì nó có sẵn fanpage, sẵn mọi thứ rồi. Mình chỉ ngồi viết bài, viết thêm hoặc là sử dụng ảnh thôi. Thế thì ở cái phần này thì em quá ít thông tin để cho chị biết được là em có hợp với ngành sale hay không. Ví dụ như là ok, kinh nghiệm rồi nhưng mà cái mong muốn của em nó ngắn gọn quá. Mong muốn của em nó chung chung quá. Và thứ hai nữa là những cái hiểu biết của em về sale nó cũng chưa có gì nhiều. Ví dụ như là những cái nền tảng khác nhau này, em mới chỉ nói là em viết bài, nhưng mà những cái nền tảng như là nền tảng Facebook, nền tảng các cái thương mại điện tử, YouTube hay các kênh khác nhau thì mình chưa có cái tìm hiểu đấy, hoặc là ít nhất thì mình chưa mô tả ra. Hoặc là tool hoặc công cụ hoặc cái gì đó mà chị mong muốn là em có đang đầu tư cho cái ngành cái sale marketing này, ví dụ như cái photography này là chụp ảnh hay là dùng tool để chỉnh sửa đi em? Dạ, chụp ảnh ạ, chỉ là sở thích thôi chị ạ. Chỉ là sở thích chụp ảnh thôi đúng không? Dạ vâng. Còn đồ họa thì sao? Đồ họa em chỉ có biết tool nào về đồ họa không? Dạ có ạ, em biết Photoshop ạ. Đấy, thế mà không liệt kê ra đúng chưa? Dạ vâng. Photoshop này, xong rồi là những cái mà là nền tảng mà để mình sale bán hàng ấy thì nói thế nào nhỉ, nó phải được mô tả nhiều thêm một chút nữa, kể cả nó chỉ dừng ở mức nghiên cứu của em thôi. Như lúc nãy chị vừa nói là có thể là dự án lớn hoặc có thể là một bài tập lớn cũng được, nhưng mà miễn làm sao em mô tả ra để có cái cảm giác là em đang thực sự đầu tư với cái nghề này. Dạ vâng ạ. Chớ như thế này là chị nhìn thấy là em chỉ nguyên si ở trong trường dạy gì thì dạy rồi, còn lại mong muốn của em là làm sale, nhưng mà em không thuyết phục được người tuyển dụng, bởi vì thứ nhất là cái mục tiêu thì đã ngắn gọn này, cái nền tảng là em chả có cái gì cả, em mới chỉ đi thực tập để viết một cái bài đơn giản người ta có sẵn rồi, em chỉ việc viết thôi. Viết cái đấy thì nó đơn giản quá, bởi vì với sale thì người ta còn có tư vấn chiến lược, có những cái phân tích trên các nền tảng khác nhau đúng không? Có sử dụng các công cụ khác nhau, như hiện tại là em còn chưa sử dụng công cụ nào. Vâng ạ. Ngoài ra nữa thì nhưng mà chị cũng không hiểu rõ là tại sao em lại mong muốn làm sale, vì sao em lại thiết tha với cái công việc này, không đi làm luôn cái ngành công nghệ thông tin của em đi. Thực ra là em học công nghệ thông tin thì em cũng không học được ấy ạ, đây là em thấy em thích đi làm kinh doanh hơn, là những công việc bắt tham các thứ của em cũng liên quan đến kinh doanh nhiều hơn ạ. Chị đồng ý, nó chỉ là một công việc mà trong lúc bọn em rảnh rỗi thì làm cái phần chăm sóc và bán hàng thì nó dễ dàng cho bọn em làm online hơn. Thế nhưng mà như hôm trước chị cũng chia sẻ với một số nhóm các bạn ấy là có rất nhiều bạn cảm thấy yếu trong cái ngành công nghệ thông tin này và chọn sang một lĩnh vực khác. Nhưng mà bọn em hãy cẩn thận giữa sale với chăm sóc khách hàng nhá. Chị lại phải nói thêm với cả lớp là sale với chăm sóc khách hàng khác hẳn nhau. Giữa chăm sóc khách hàng là mình chỉ thực hiện các nhiệm vụ thôi, có sẵn các nền tảng thương mại rồi, giờ mình chỉ chat với khách hàng, mình chỉ chốt đơn, mình làm nào cả ngày chỉ nhận khách hàng, tư vấn hoặc là gọi điện hoặc là chat hoặc là dùng các inbox. Đó là cái phần người ta gọi là chăm sóc khách hàng. Còn sale thực sự thì đối với cái ngành này mà nếu là sale online ấy, thì bọn em phải có chiến lược marketing, có hiểu biết về các công cụ về marketing một cách rất rõ ràng, và với sản phẩm nào thì phải biết vận dụng những cái công cụ phù hợp để đạt được hiệu quả cao. Và bọn em phải nghiên cứu rất nhiều về thị trường, về xu hướng khách hàng, chứ không phải chỉ bắt được những cái câu hot trend rồi là viết một số câu đâu. Cái đấy nó chỉ dừng lại vẫn ở trong cái phần content thôi em, content editor thôi, không có gì cả. thì có rất nhiều bạn sau khoảng 2-3 năm làm mãi cái công việc đó cũng đã chán và phải xin chị chuyển sang làm tester đó. Thì bọn em hãy cân nhắc, trong trường hợp mình chưa mạnh về công nghệ ứng tin thì là tester nó cũng không cần nhiều lắm về công nghệ ứng tin, không cần nhiều đâu em nhé, nó có thể học được và có thể dễ cho bọn em là nữ. Còn nếu như em mạnh dạn đi theo sale thì chị phải muốn rằng bọn em phải rất mạnh nhiều thứ. Theo chị hiểu thì cái gì cũng phải biết, có thể không trực tiếp làm nhưng cái gì cũng phải biết. Thế nên là cái sale là một cái mảng mà nó rất nhiều kiến thức phải biết. Ví dụ công cụ về Photoshop cũng phải biết để làm gì, còn làm việc với các bạn design để hướng nó theo cái phong cách làm sao để thu hút người dùng, chứ không phải là bên design nó cung cấp sẵn ảnh nào đấy thì bọn em cứ thế post lên đâu nhá. Sale là mình phải đưa ra định hướng được cho họ làm, cho các bộ phận khác làm, để mà mình thực hiện theo một cái chiến lược sale nào đấy, marketing nào đấy của mình. Nên từ nãy giờ chị chia sẻ rằng nếu thực sự em mong muốn theo nghề sale, em phải học rất nhiều những thứ khác liên quan đến sale, marketing, và cả hiện tại là những cái công cụ marketing online em cũng phải có hiểu biết rất nhiều về nó thì mới tham gia phù hợp. Còn như hiện tại của Như Ý, em mới đang chỉ dừng ở vị trí là chăm sóc khách hàng và editor thôi em. Dạ vâng ạ. Đó, và công việc này nó rất đơn giản, nó đơn giản đến mức nhiều năm sau chúng ta vẫn thấy nó chả có gì thay đổi cả. Chúng ta chỉ bắt kịp trend và xu hướng rồi chúng ta cứ thế post viết bài thôi, và làm như vậy thì nó sẽ không phát triển, cái khả năng của bọn em nó bị mai một đi và nhiều khi là em không lên được. Nên cái phần mà content này nó chỉ là giai đoạn đầu em làm thôi, và nếu em muốn phát triển trong ngành này em phải thật sự hiểu những cái cơ chế, công cụ mà hiện nay cái online nó đang mang lại để mình lên được các chiến lược thực hiện, chứ mình cứ chỉ dừng ở chăm sóc là đó là một cái công việc quá đơn giản. Chị phải nói rằng công việc đơn giản nhá. Đấy chị, em phải cập nhật thêm các thông tin của em vào đây, đặc biệt những công cụ, những cái dự án, những cái bài tập lớn mà liên quan đến sale marketing nhiều hơn. Dạ vâng.